chị em. Chào buổi sáng Chủ nhật, có khỏe không? Hello Average, Huy Lê, how are you? Hi. Hello Nguyễn Thịnh. Đang lái xe xuống dưới đài chiến sĩ. Hello Tony. Oh, your Facebook is unlocked already? My Facebook not yet. My Facebook anh Thư Giang Tỷ not yet. Did someone use it right now? Yes, yes. That's why I use Christina Giang Tỷ. They say February 25, yeah, 25th they unlock. I don't know yet. They just send me out like that. You come on Vietnamese Memorial today, Aaron? Thank you.
trời thật gần, hát ông cây đàn, anh cũng tơ trầm, em đã phải quê hương thành tình. Chuẩn bị gần Tết tới rồi, anh chị em mình có gì lạ không? Việt Nam, ai câu nói riêng mà thôi. Việt
xong, mời anh chị em mình thưởng thức với giọng hát của anh Thư Thị Nguyễn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Chị em cho tim đi, cho like đi. Tiếp theo là bài từ Bình Long Anh Dũng về Trừ Thiên nha, của Phục Chính Huấn với anh Thư Thị Nguyệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Từng rồi rồi thiếu gì nữa. Từng rồi rồi, chắc từng mấy rồi. Okay, Giang Tỷ tới rồi nha. Cảm thư Giang Tỷ tới đại chiến sĩ Việt Mỹ rồi. Anh chị em mình có ở gần thì ra nha. Đúng 9 giờ rưỡi mình sẽ chào cờ cầu nguyện cho